Bảo Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì cái mùa Covid đó, chúng ta ngoài đo huyết áp nè, đo nhiệt độ cơ thể nè, thì chúng ta còn có thêm một cái máy đó nữa là đo nồng độ oxy trong máu. Và đặc biệt là những cái mùa này thì máy khá là hiếm, nên là trên thị trường cả nhà mình biết có rất là nhiều dòng máy giá từ vài chục ngàn, vài trăm ngàn cho đến hơn triệu. Đó, thì trên kênh Sức Khỏe 60 giây, Hồ Sơn có chia sẻ cả nhà mình cách lựa chọn rồi. Đó, nếu mà như những cái máy mà của hàng có thương hiệu á, và có được công ty đảm bảo á, thì mình sẽ yên tâm về chất lượng ha. Còn những dòng rẻ tiền nhiều khi á, mình đo mà không biết có chính xác hay không thì Hoàng Sơn nghĩ bà con mình cũng hạn chế dùng ha. Và đo mà không yên tâm thì không nên đo làm gì, thì đo mà mình cảm thấy mình hồi hộp còn nguy hiểm hơn nữa cả nhà ha. Thì trên thị trường mà những dòng máy Hoàng Sơn hay giới thiệu cả nhà là dòng máy từ khoảng 500-700 ngàn trở lên. Còn những dòng máy rẻ hơn thì Hoàng Sơn cũng rất là ít có giới thiệu. Thì khi nào Hoàng Sơn có tìm được những cái thương hiệu nào mà uy tín và giá thấp hơn thì Hoàng Sơn sẽ tiếp tục giới thiệu đến bà con mình ha. Và đây là dòng của hãng Myrolife đo oxy 200. Thì nếu mà mình mua chính hãng á, thì thứ nhất là được kiểm định chất lượng nè, và thứ hai là sẽ được bảo hành. Và đặc biệt là những máy giống như của Myrolife thì sẽ được bảo hành đổi một đổi một nếu mà hư trong hạn bảo hành cả nhà ha. Thì trên tem phụ, thường thì những hàng nhập khẩu chính hãng thì sẽ có tem phụ. Mình sẽ có cái mà giá máy nè, giá là 900 ngàn ha, và có những cái phụ kiện đi kèm. Rồi bây giờ mình sẽ khui máy cả nhà ha. Bên trong máy có cái gì? Cái máy này thì rất là dễ xài, nó nhỏ gọn nè. Đó, bên trong thì mình sẽ có một cái phiếu bảo hành 2 năm 1 đổi 1 nè. Rồi cái này là phiếu hướng dẫn sử dụng cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh ha, mình có thể xem thêm. Rồi mình có một cái túi đựng rất là gọn cả nhà ha. Rồi này mình sẽ xài 2 viên pin 3A và đây là thân máy. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn cả nhà ha. Thì đo oxy á, thường là cái nồng độ oxy trong máu mình là tầm khoảng 95% đến 100% là tốt ha. Còn nếu mà như dưới 95%, ví dụ từ 94 trở xuống á, thì có nghĩa là giống như trong máu mình bị thiếu oxy, nên là cả nhà chú ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui máy, mình sẽ có pin thử ở đây. Ở dưới đây nè, mình sẽ có một cái nút gạt ha. Cả nhà thấy không? Nút gạt xuống và mình bật tắt pin ra. Rồi, mình sẽ gắn 2 viên pin vào ha. Cả nhà chú ý đầu cộng và đầu trừ nha. Cái này thiết kế là hai cái đầu quay về một hướng. Thì có nhiều loại là một đầu cộng và đầu trừ ngược nhau. Mình gài chốt ha. Cái máy này rất là dễ xài, mình chỉ cần kẹp cái ngón tay mình vào trong cái cây bút như thế này nè, cái đầu dò nè. Đó, mình kẹp sâu vào bên trong ha. Thì ở bên đây mình sẽ có hai cái đèn. Đó, cả nhà mình có thể kẹp xoay qua xoay lại đều được. Rồi mình sẽ bấm nút nha. Cả nhà thấy đang đo nè. Ở đây thì mình sẽ có hai cái đầu dò. Ở bên trên á, là nồng độ oxy trong máu là 98%, cả nhà thấy không? Ở bên trên. Đó, còn bên dưới là nhịp tim bao nhiêu lần đập trên phút cả nhà ha. Thì cái máy này nếu mà như cả nhà mình đo thì mình có thể đo nhiều lần được, tại vì nó chỉ tốn pin thôi chứ không có tốn gì hết. Đó, mình thử mình xoay ngược chiều lại ha. Nè, bây giờ mình sẽ thử đo ngược chiều lại. Khi mình rút ra thì cái đồng hồ sẽ không có hiển thị gì hết, có nghĩa là máy không có dò được đó. Rồi khi kẹp vào nè, mình bấm nút đo nè. Mình chờ vài giây để máy ra kết quả ha. Đó, cũng là 98 và nhịp tim mình là 90 ha. Ở đây là cái nhịp tim mình có đèn báo nhịp đập nè. Còn nếu mà khi mà mình lấy ra như thế này rồi thì máy nó sẽ không có đo nữa, nó sẽ tắt. Đó, cả nhà thấy không? Và không tắt thì tí xíu nữa, sau vài giây máy sẽ tự tắt luôn, 8 giây. Rồi cả nhà thấy không? Máy rất là gọn đẹp và mình có thể cho vô cái túi này. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà một cái cách sử dụng đơn giản của máy đo oxy. Một bộ gọn nhẹ như thế này ha. Cả nhà thấy đẹp không? Đó, nếu mà như cả nhà mình quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp để Hoàng Sơn tư vấn cả nhà mình kỹ hơn. Ngoài đo máy oxy, mình còn có thể tham khảo thêm máy đo huyết áp nè, máy đo đường huyết nè, máy nhiệt kế và máy sông mũi họng và một số dòng máy khác cho gia đình. Chúc bà con mình sức khỏe và có thể liên lạc với Hoàng Sơn qua số điện thoại trên tiêu đề của kênh Sức Khỏe 60 giây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.